Lâm Đồng tìm người từng đến ngân hàng Agribank ở Đà Lạt. Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng kêu gọi những người từng đến những địa điểm liên quan ca dương tính với SARS-CoV-2 là một nhân viên ngân hàng thì liên hệ cơ quan y tế gần nhất. Sáng ngày 9 tháng 7, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng ra thông báo khẩn tìm người từng đến các địa điểm liên quan trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là nhân viên ngân hàng Agribank ở Lâm Đồng. Động thái trên được thực hiện sau khi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lâm Đồng ghi nhận một ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan chùm 3 ca bệnh mắc COVID-19 đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Người này là nam, ngụ tại huyện Đức Trọng, nhân viên ngân hàng Agribank Lâm Đồng. Theo CDC Lâm Đồng, ngày 2 đến ngày 4 tháng 7, nam nhân viên đến Agribank đơn dương làm việc và tiếp xúc với 3 người đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã có kết quả mắc COVID-19. Tại thành phố Đà Lạt, CDC Lâm Đồng tìm người từng đến phòng điện toán ngân hàng Agribank, đường Trần Phú, thành phố Đà Lạt từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 7 và phòng giao dịch Agribank Hòa Bình, khu Hòa Bình, phường 1, thành phố Đà Lạt từ 16:30 đến 17:30 ngày 6 tháng 7. Tại huyện Đơn Dương, CDC Lâm Đồng tìm người từng đến chi nhánh ngân hàng Agribank Đơn Dương, số 104 đường 2 tháng 4, thị trấn Thành Mỹ từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 7 và tiệm thuốc Tây đối diện chợ Phinom, cạnh cây xăng Phinom từ 19:30 đến 20 giờ ngày 7 tháng 7. CDC Lâm Đồng đề nghị những người từng đến các địa điểm trên liên hệ cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ. Từ ngày 2 đến ngày 9 tháng 7, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2 và trong đó thì có 2 nguồn lây là người đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.